là một anh sau kiện, người trai đi viết công chuyện, một chuyện mấy cánh bằng nhẹ mờ chết lặng gió. Đời ngày thơ xưa lại như lúc lúc anh có thơ, nhìn trời cao mà xeo hoa mơ như xin để níu áo hồng ngang ngồi bên dây ngân hàng. Giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười. Đêm nay chuyến bay trời xanh như bạn bè dù cây xa đó quay tình nàng chưa nổi nhưng mà say dài nhất hơi khoe mặt em u hoài theo kịp trong chuyến bay. Có người hỏi vì có ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhiếp cay tình ta yêu thương là do nhân tình của ông. Ở đời ai yêu ai người bay trăng đêm dài thì thường giữa đời xưa dù hiện giờ ven rừng bạn có biết chuyện này tôi ghi lục vũ trụ còn ngủ say. Còn không hay.